Huỳnh Thu Sinh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1961 tại Hồng Kông. Ông tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông và là diễn viên tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 1982, Huỳnh Thu Sinh đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình châu Á đầu tiên tại Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp, ông đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên Hoa Nhai Thời Đại vào năm 1985, chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cùng năm đó, ông ký hợp đồng thành công với TVB Hồng Kông sau khi tốt nghiệp. Từ năm 1989 đến năm 1992, ông xuất hiện với vai trò diễn viên phụ trong các bộ phim như Lạc Thủ Thần Thám và Thần Hành Thái Bảo. Cho đến năm 1993, ông giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 13 và 18 nhờ vai diễn trong phim Hồng Kông Kỳ Án và Dạ Thú Đặc Cảnh. Ông trở thành nam diễn viên duy nhất làm được điều này trong lịch sử điện ảnh. Năm 1996, vai diễn của ông trong bộ phim Đại dịch Ebola đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, bộ phim Vô Gian Đạo đã vực dậy làng giải trí Hồng Kông, được phát hành năm 2002. Với bộ phim này, ông đã giành được 3 giải thưởng. Trong đó có giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 40. Sau đó, vào năm 2005, ông một lần nữa giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và các giải thưởng khác tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 42 với vai diễn trong bộ phim Khúc Cua Quyết Định, được chuyển thể từ anime cùng tên. Từ năm 2006 đến 2013, Huỳnh Thu Sinh liên tiếp tham gia các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Anh Hùng Xạ Điêu, Diệp Vấn, Trận Chiến Cuối Cùng, Cạnh Hùng Nữ Hiệp Thu Cẩn. Hai bộ phim Cạnh Hùng Nữ Hiệp Thu Cẩn và Diệp Vấn, Trận Chiến Cuối Cùng lần lượt giúp ông đoạt giải danh dự nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Ma Cao lần thứ 3 và nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Ma Cao lần thứ 5. Trong phong trào Chim Trung Phi Pháp năm 2014, Huỳnh Thu Sinh đã hát bài hát chủ đề Chim Trung và khuyến khích người dân chống lại chính quyền xa. Sau đó ông không nhận được bất kỳ công việc nào trong 5 năm tiếp theo. Cho đến năm 2019, ông một lần nữa đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 38 nhờ diễn xuất xuất sắc trong bộ phim Luân Lạc Nhân. Năm 2022, ông tham gia bộ phim Bạch Nhật Thanh Xuân và được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 41. Đời tư của Huỳnh Thu Sinh. Năm 1992, Huỳnh Thu Sinh và Ngô Huệ Trinh, người anh đã quen biết nhiều năm, kết hôn và đăng ký kết hôn. Nhưng từ ngày thứ 3 sau khi kết hôn, họ đã sống riêng. Sau khi kết hôn, họ có 2 đứa con. Năm 2018, Huỳnh Thu Sinh bị tiết lộ có một đứa con ngoài giá thú. Sau khi bị tiết lộ, anh đã mạnh dạn thừa nhận sự việc này và cho biết anh vẫn liên lạc với đứa con ngoài giá thú, cũng đã đưa đứa con này gặp một số người thân. Vợ của anh, Ngô Huệ Trinh, cũng biết về điều này. Hôn nhân lạ lùng không chung giường của Huỳnh Thu Sinh có thêm phát hiện sốc. Trang tin truyền thông gây xôn xao khi đăng tải bài phỏng vấn người phụ nữ tên Joyce tự nhận đã sinh con cho tài tử Huỳnh Thu Sinh từ năm 1998. Sau thời gian dài định cư ở Anh, gần đây, Joyce đưa con trai William về Hồng Kông thăm họ hàng và có dịp gặp gỡ truyền thông quê nhà. Cô cho biết, ông vẫn giữ liên lạc với hai mẹ con và đều đặn gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, ông không dám công khai việc có con riêng. Với gia đình, Huỳnh Thu Sinh luôn tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm, với bạn bè thì ông ấy luôn nói điều trượng nghĩa. Thế nhưng, thực tế Huỳnh Thu Sinh rất kém cỏi và hèn nhát. Bao năm qua, ông ta không dám thừa nhận sai lầm của mình khi có con riêng. Chưa dừng lại ở đó, Joyce còn khẳng định sẽ kể hết những góc tối khác về con người Huỳnh Thu Sinh, nếu ông không dũng cảm lên tiếng về sự việc này. Trước cục diện này, ngay lập tức Huỳnh Thu Sinh đã lên tiếng thừa nhận lời kể của Joyce là đúng. Nam diễn viên thể hiện sự ăn năn, tôi đã đưa con trai riêng về thăm bà nội và người thân họ hàng. Trước đó, William từng được gặp gỡ các anh em cùng cha khác mẹ với mình rồi. Khi được hỏi có lo lắng trước quyết định công khai chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh nghệ sĩ và sự nghiệp của bản thân, Huỳnh Thu Sinh cho biết, mỗi người đều có những bí mật, những lỗi lầm. Nếu tôi không thừa nhận thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con trai. Tôi không muốn làm con tổn thương, cảm thấy buồn. Trước thông tin gây sốc về Huỳnh Thu Sinh, người vợ danh chính ngôn thuận của anh là Ngô Huệ Trinh lại tỏ ra khá bình tĩnh. Trả lời phóng viên, bà Ngô cho biết,
tính cách của anh ấy tôi rất hiểu nên không giận nữa. Anh ấy đã nghĩ cho con cái nên mới giấu thời gian dài như vậy. Hiện tại con cái đã trưởng thành, thu sinh có trách nhiệm với cả hai bên. Tôi đánh giá cao cách sửa lỗi này. Huỳnh Thu Sinh và Ngô Huệ Trinh kết hôn năm 1991 và có hai con trai. Khi còn trẻ, ông từng thừa nhận không cảm thấy thoải mái với cuộc sống hôn nhân bó buộc, vì thế anh không sống chung nhà với vợ. Tuy nhiên, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, đi chơi với nhau. Khán giả Trung Quốc gọi đây là cuộc hôn nhân lạ lùng. Huỳnh Thu Sinh bất bình WHO. Huỳnh Thu Sinh bất bình vì Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, gọi dịch bệnh do virus corona gây ra là COVID-19 thay vì virus Vũ Hán. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, WHO thông báo dịch bệnh do virus corona chúng mới gây ra, vốn trước đây được gọi là virus Vũ Hán dựa trên xuất xứ từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, sẽ chính thức được gọi là COVID-19, nhằm tránh sự kỳ thị trong tên gọi. Huỳnh Thu Sinh không nghĩ vậy. Mới đây, Huỳnh Thu Sinh lên tiếng bất bình trên Facebook cá nhân về quyết định của WHO. Huỳnh Thu Sinh viết trên Facebook: virus Vũ Hán là virus Vũ Hán. WHO không còn uy tín và chẳng ai nghe họ nữa. Họ lại bận tâm tới việc đổi tên dịch bệnh thành một cái tên khó nhớ. Ông thẳng thắn so sánh dịch bệnh COVID-19 do virus corona chúng mới gây ra với tên các dịch bệnh khác được đặt tên theo quốc gia như cúm Tây Ban Nha, viêm não Nhật Bản hay bệnh sởi Đức. Theo truyền thông, có lẽ Huỳnh Thu Sinh muốn ám chỉ việc tại sao Trung Quốc lại được đối đãi đặc biệt. Ông thậm chí còn đề xuất một cái tên theo tiếng Quảng Đông cho COVID-19 là viêm phổi nhờ vào Trung Quốc. Sự nghiệp của Huỳnh Thu Sinh. Huỳnh Thu Sinh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1961 trong một gia đình quan chức Hồng Kông. Cha ông là Frederick William Perry, quan chức trong Cục Cung ứng Vật tư của Chính phủ Hồng Kông thuộc Anh. Sau đó chị gái Vera và anh trai Perry của ông rời Hồng Kông. Ông và mẹ ông sống cùng với bà nội. Đến năm 1966, sau khi cha ông rời Hồng Kông sang Úc, cuộc sống của ông gặp khá nhiều khó khăn. Sau khi học cấp 2 chưa đầy một năm, ông bỏ học và đi làm. Ông học việc ở một tiệm sửa chữa ô tô, làm thợ trang trí. Cho đến năm 1982, ông thành công đổ vào lớp đào tạo nghệ sĩ của ATV. Lương khởi điểm của ông là 800 tệ, cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sau đó, ông liên tiếp đóng vai người qua đường trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình như 101 công dân bị bắt giữ để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Kinh nghiệm diễn xuất. Bước chân vào nghề. Năm 1985, Huỳnh Thu Sinh cuối cùng cũng tham gia bộ phim đầu tiên trong đời với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm ở ATV. Trong bộ phim ra mắt lần đầu trên màn ảnh này, ông vào vai Jimmy, một người có dòng máu lai với tính cách nổi loạn. Sau khi bộ phim ra mắt, ông đã giành được giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 5, chính thức bước chân vào làng giải trí. Sau đó, ông chọn tiếp tục học tại khoa diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông. Một năm sau, ông thành công trở thành sinh viên đầu tiên tốt nghiệp học viện và gia nhập TVB Hồng Kông. Những ngày đầu bước chân vào nghề, những vai diễn của ông chủ yếu là vai ít lời thoại với hình tượng cố định. Ông liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim như Đặc cảnh 90, Thần hành Thái Bảo, Thiên nhược hữu tình. Để nuôi sống gia đình, Huỳnh Thu Sinh bắt đầu đóng phim cấp 3 kinh phí thấp. Sau đó, ông đóng vai chính trong bộ phim cấp 3 Liêu trai chí dị, Tập tục ngũ thông thần, phim được phát hành vào năm 1991. Năm sau, các bộ phim mà ông tham gia lần lượt được phát hành như Lạc thủ thần thám và Hiệp đạo Cao Phi. Trở thành ảnh đế. Năm 1993, Huỳnh Thu Sinh tham gia nhiều tác phẩm có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của ông. Đầu năm đó, ông đóng vai Lâm Đại Nhạc trong phim Trường học Quy Long 3. Bộ phim đứng thứ 8 trong danh sách phòng vé với doanh thu 25,76 triệu đô la Hồng Kông. Sau đó, ông đóng chung với Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh, Trương Mạn Ngọc và những người khác trong bộ phim Đông Phương Tam Hiệp. Những màn đánh võ của ông đã trở thành một trong những điểm nổi bật của bộ phim. Vào tháng 5 cùng năm, ông tham gia bộ phim Hồng Kông Kỳ Án. Ông đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 13 cho bộ phim này. Sau khi phim ra mắt, nó đã từng bị cấm phát hành trong nước. Phim cũng đã trở thành chuẩn mực cho phim kinh dị Hồng Kông ở thời điểm những năm 1990. Sau đó, Huỳnh Thu Sinh và Diệp Ngọc Khanh đóng chung trong bộ phim Ba Ngày Nhục Hình.
Nội dung phim kể về một doanh nhân phát điên vì bị vợ lừa dối, sau đó dần trở nên biến thái. Vào tháng 6 cùng năm, ông đóng chung với Ngô Trấn Vũ và Diệp Đồng trong bộ phim Dung Thi Kỳ Án. Với vai diễn trong phim, ông đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 13. Sau đó, Huỳnh Thu Sinh liên tiếp đóng vai chính trong các bộ phim như Diệt Môn Thảm Án, Đích Sĩ Phán Quan. Trong các bộ phim, ông thường xuất hiện với vai một kẻ biến thái và độc ác. Ông từng được truyền thông Hồng Kông mệnh danh là diễn viên biến thái nhất. Vua phim rác. Sau năm 1993, thị trường phim Hồng Kông bắt đầu suy thoái dưới tác động của phim nước ngoài, nạn vi phạm bản quyền và các chính sách xuất hiện. Để kiếm sống, Huỳnh Thu Sinh bắt đầu nhận số lượng lớn phim rác. Năm sau, những bộ phim mà ông tham gia lần lượt được ra mắt như Hương Cảng Kỳ Án, Quỷ Mê Tâm Khiếu, nhưng những bộ phim này nhận được rất ít phản hồi tốt. Năm 1995, Huỳnh Thu Sinh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và phát hành album solo đầu tiên Chili Sơ. Âm nhạc của ông mang vẻ kiêu ngạo và thể hiện nhiều bất mãn của ông với xã hội. Sau đó, ông tham gia hai phần phim Người Trong Giang Hồ 2 và Người Trong Giang Hồ 3. Sau khi phim ra mắt, ông kiếm được lần lượt 22,49 triệu đô la Hồng Kông và 19,49 triệu đô la Hồng Kông. Phim đạt được kết quả phòng vé vô cùng tốt, đứng thứ 5 và thứ 10 trong danh sách phòng vé phim Hồng Kông năm 1996. Đồng thời, Huỳnh Thu Sinh đóng vai A Kê phản nhân loại trong bộ phim kinh điển Đại dịch Ebola phát hành năm 1996. Tuy nhiên, con đường đóng phim rác của Huỳnh Thu Sinh vẫn chưa kết thúc. Năm 1998, ông liên tiếp tham gia một số phim kinh phí thấp như Cường Giang Hãm Tịnh và Mảnh Quỷ Thực Nhân Thai, hầu hết đều không gây được tiếng vang lớn. Từ năm 1990 đến năm 1999, Huỳnh Thu Sinh đóng gần 110 bộ phim, rất ít trong số đó để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả, khiến ông trở thành vua phim rác thực sự. Không phá hủy thì không có gây dựng. Huỳnh Thu Sinh đã gây dựng hình ảnh xấu xa trong nhiều năm, đến năm 1999, ông mới dần thoát khỏi hình ảnh này. Ông đóng vai cảnh sát trung thành Lạng Quỷ Đông trong bộ phim Dạ Thú Đặc Cảnh của đạo diễn Trần Gia Thượng. Với vai diễn này, ông đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 18. Ông cũng được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 35. Sau đó, nhiều bộ phim có sự tham gia của ông như Trung Hoa Anh Hùng, Bán Chi Yên, Thương Hỏa lần lượt được ra mắt. Sau khi bộ phim Trung Hoa Anh Hùng ra mắt, phim đã trở thành á quân thứ 3 trong danh sách phòng vé năm 1999 với doanh thu là 23,36 triệu đô la Hồng Kông. Năm 2002, Huỳnh Thu Sinh bắt đầu bước chuyển mình. Ông đóng vai cảnh sát Hoàng Chí Thành trong bộ phim Vô Gian Đạo. Với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, ông đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Mã Đài Bắc lần thứ 40. Ông đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Học viện Điện ảnh và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 3. Với bộ phim này, ông được vinh danh là nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim đặc khu hành chính Hồng Kông của thập kỷ. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đang trong thời kỳ hỗn loạn nghiêm trọng. Trong thời kỳ khó khăn, bộ phim này đã trở thành nhà vô địch phòng vé năm 2002 với doanh thu phòng vé là 55,04 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi phát sóng, bộ phim đã giải cứu làng giải trí Hồng Kông vào giai đoạn đầu thế kỷ. Năm sau, các bộ phim Hắc Bạch Xâm Lâm và Thiên Cơ Biến do ông đóng chín lần lượt được ra mắt. Sau đó, các phần tiếp theo của bộ phim Vô Gian Đạo lần lượt được phát hành, trong đó ông vẫn đóng vai Hoàng Chí Thành. Phim hay liên tục ra mắt. Bộ phim Khúc Cua quyết định phát sóng trên màn ảnh rộng ở Trung Quốc đại lục vào năm 2005. Bộ phim được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cực kỳ thành công của Nhật Bản. Để thể hiện trạng thái say rượu tốt nhất, lúc đóng phim, ông đã uống rượu thật. Ông nắm bắt rất tốt chuyển động cơ thể và nhịp điệu ngôn ngữ của nhân vật trong phim. Với bộ phim này, ông đã giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 42 và giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Bắc lần thứ 25. Bộ phim đã thu về doanh thu phòng vé 63 triệu nhân dân tệ sau khi phát hành và nhận được đánh giá 7,8 trên Đao Bần. Năm 2008, ông một lần nữa đóng chung với Châu Kiệt Luân trong bộ phim Bí mật không thể nói.
cùng năm đó, bộ phim truyền hình Anh hùng xạ điêu với sự tham gia của ông được ra mắt, trong phim ông đóng vai Hoàng Dược Sư. Sau khi bộ phim được phát sóng, rating tăng vọt, rating phim ở nhiều khu vực vượt mức cao nhất trong năm. Sau đó vào năm 2011, Huỳnh Thu Sinh đóng vai chính Lý Tông Nhạc trong bộ phim Cạnh hùng nữ hiệp Thu Cẩn. Ông đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Ma Cao lần thứ 3 cho vai diễn này. Năm sau, bộ phim Tứ Đại Danh Bổ do ông đóng vai chính được ra mắt, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết võ thuật cùng tên của Ôn Thụy An. Với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, ông đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong lúc xem phim. Năm 2013, bộ phim Diệp Vấn, Trận Chiến Cuối Cùng do ông đóng chính được ra mắt. Với vai diễn Diệp Vấn trong phim, ông liên tiếp đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 33 và Giải thưởng Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 14. Vào tháng 6 năm sau, anh đóng vai Cao Ngạo Thiên trong bộ phim truyền hình Đài Loan kỷ niệm 48 năm thành lập TVB Kiêu Hùng. Tự hủy tiền đồ. Trong phong trào Chim Trung Phi Pháp năm 2014, Huỳnh Thu Sinh đã hát bài hát chủ đề Chim Trung Hỏi Ai Không Nói để khuyến khích người dân đối đầu với chính quyền xa. Sau đó, ông không nhận được bất kỳ công việc nào trong 5 năm tiếp theo, chỉ kiếm tiền từ các hoạt động ở Đài Loan. Cho đến năm 2019, ông tham gia bộ phim Luân Lạc Nhân, bộ phim kể về những người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội Hồng Kông. Ông đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 38 cho bộ phim này. Cùng năm đó, tình trạng hỗn loạn dự luật dẫn độ xảy ra ở Hồng Kông, Huỳnh Thu Sinh đã ủng hộ việc bôi nhọ cảnh sát Hồng Kông trong cuộc hỗn loạn dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, lại bị tẩy chay và chuyển đến Đài Loan lần nữa vào năm 2021 để thực hiện các hoạt động nghệ thuật. Sau đó, bộ phim truyền hình Đài Loan đầu tiên Tứ Lâu Đích Thiên Đường do ông đóng chính đã được ra mắt. Trong phim ông xây dựng hình ảnh một nhân viên massage giúp đỡ mọi người giải quyết vấn đề của họ ở tầng 4 của một căn hộ cũ. Năm sau, ông tham gia bộ phim Bạch Nhật Thanh Xuân. Trong phim ông đóng vai một tài xế taxi. Ông cũng được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 41 cho vai diễn trong phim. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.